gặp tai nạn nghiêm trọng khi biểu diễn danh ca thanh tuyền tiều tụy trên giường bệnh Danh ca Thanh Tuyền là một trong những gương mặt được mong chờ nhất tại live show mới nhất của Quang Lê, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cô đã để lại không ít tiếc nuối trong lòng khán giả. Ít ai biết rằng trước đó danh ca Thanh Tuyền đã gặp phải tai nạn khá nghiêm trọng khi biểu diễn tại Mỹ, dẫn tới hậu quả phải nằm viện. Vì thế, cô không thể góp mặt tại chương trình vừa qua. Để tiết lộ lý do vắng mặt, danh ca Thanh Tuyền chia sẻ đoạn clip nói về tình trạng sức khỏe của mình. Cùng với đó, cô lấy làm tiếc khi lỡ hẹn với khán giả Việt tại quê nhà. Danh ca Thanh Tuyền liên tục nhờ Quang Lê gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và mong nhận được sự cảm thông. Quang Lê ơi, cho mẹ gửi lời xin lỗi, mẹ không về được vì ba bệnh, rồi tới phiên mẹ bệnh nữa. Hôm 31 mẹ hát ở Sittle rồi bị té ở chỗ hát. Mẹ nhờ Cao Thái Sơn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đỡ mẹ. Giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ. Thật sự mẹ cũng muốn bay về chỗ con, nhưng điều không may cứ xảy ra liên tiếp. Tối đó mẹ bị té ngã sau hậu trường, giờ mẹ phải về bác sĩ khám. Không người ta không cho lên máy bay. Hiện tại mẹ cũng bệnh lắm, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ. Cảm ơn con. Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ. Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Thanh Tuyền, một huyền thoại của dòng nhạc vàng. Ca sĩ Thanh Tuyền tên thật là Phạm Như Mai, sinh năm 1947, tuổi đinh hợi. Tuy nhiên, năm sinh trên giấy tờ của cô là 1948. Cô là chị cả trong một gia đình nghèo ở Đà Lạt, tổng cộng 16 người con, trong đó người thứ 8 là ca sĩ Sơn Tuyền. Lên trung học, cô bé Như Mai thi đậu vào trường nữ Bùi Thị Xuân danh tiếng nhất Đà Lạt. Dù nhà nghèo đông con, nhưng cô cố gắng học hỏi với ước mơ sau này trở thành cô giáo. Tuy nhiên, từ nhỏ Như Mai say mê và có năng khiếu về ca hát. Vì vậy vào năm 1959 khi chỉ vừa lên trung học, Như Mai đoạt giải thưởng thần đồng Đà Lạt với ca khúc Nắng đẹp miền Nam của nhạc sĩ Lâm Phương. Đầu thập niên 60 khi còn đi học, cô nhận vào hát ở Đài Phát thanh, đồng thời được người cậu chỉ dẫn nhạc lý sơ cấp. Trong một lần thu thanh tại Đài Phát thanh ca khúc Vọng Gác đêm sương của nhạc sĩ Mạnh Phát, được chính nhạc sĩ Mạnh Phát tình cờ nghe được và nhận ra những tiềm năng của cô nữ sinh Đà Lạt sau đó nói lại với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, giám đốc hạng đĩa Continental. Đó là vào năm 1964, tôi đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Bạn bè thân hữu ở đài phát thanh đến thăm hỏi, có giới thiệu cô bé Như Mai nhiều triển vọng. Cô là nữ sinh Trương Bùi Thị Xuân, hàng tuần có tham gia hát ở đài phát thanh Đà Lạt. Rồi nhân dịp nghỉ lễ, Trương Bùi Thị Xuân tổ chức thưởng bế mạc năm học, tôi đến dự lễ. Đến phần văn nghệ, người dẫn chương trình giới thiệu nữ sinh Như Mai hát tặng đến khách quý từ Sài Gòn. Giọng cô nữ sinh Bùi Thị Xuân lạnh lót cất lên, khỏe khoắn và đầy nội lực, Âm vang làm trộn trả cả sân trường, tôi nghe cháy bỏng ước mơ một hy vọng mà cô bé như muốn ngỏ cùng ai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông kể lại. Khi chấm dứt bài hát, Như Mai ngước nhìn tôi, tôi hiểu ý nên mời cô bé lên gặp tôi trên khán đài, cháu có muốn trở thành ca sĩ không? Như Mai xúc động gật đầu. Sau khi gặp thân sinh của Như Mai để bàn chuyện đưa cô bé về Sài Gòn đào tạo, khi ấy tôi còn độc thân, ngày ăn cơm chợ tối ngủ đơn vị, thật không tiện giúp nào để đỡ đần một cô gái trẻ xa nhà như vậy. Thế nên sau khi bàn bạc với ban giám đốc hãng đĩa Continental, tôi nhờ nhạc sĩ Mạnh Phát lên Đà Lạt trước như mai về Sài Gòn, tá túc trong gia đình của ông, cũng là gia đình của đôi nghệ sĩ tài danh Minh Diệu Mạnh Phát thời bấy giờ. Mọi phí tổ mang ở do hãng đĩa Continental đài thọ. Tôi lên chương trình đào tạo và đặt tên mới cho Như Mai là Thanh Tuyền, với ý muốn nói là dòng suối xanh của cao nguyên Đà Lạt. Chỉ trong vòng 8 tháng có mặt ở thủ đô Sài Gòn, Thanh Tuyền đã có đĩa và băng nhạc giới thiệu với người yêu nhạc như con chim lạ từ xứ sương mù, một bông hoa rừng còn đậm ướt hơi sương, Thanh Tuyền nhanh chóng chiếm được sự mến mộ của người yêu nhạc thủ đô. Năm ấy, Thanh Tuyền vừa đúng 17 tuổi. Ca khúc đầu tiên được ca sĩ Thanh Tuyền thu trong đĩa nhựa là dấu chân kỷ niệm của nhạc sĩ Mạnh Phát, ngay lập tức để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Cô cũng góp mặt lần đầu tiên trong một chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương trên đài truyền hình và liên tục được nhiều chương trình khác. Cho đến năm 18 tuổi, Thanh Tuyền đã là một cái tên sáng giá trong làng nhạc Sài Gòn. Nhưng cô chỉ thu đĩa và hát cho đài phát thanh, sau đó mới đủ tuổi hát cho phòng trà và đặt chân vào hát tại các vũ trường tự do, Maxim. Thời đỉnh cao, Thanh Tuyền cho biết cô hát 6 phòng trà mỗi đêm. Sau khi có chỗ đứng trong làng tân nhạc, Thanh Tuyền được nhạc sĩ Kim soạn giả Viễn Châu dìu dắt tập ca vọng cổ. Vì vậy, hãng đĩa Hồng Hoa mời cô thu liên tiếp nhiều đĩa hát tân cổ nhạc và được giới thiệu hoan nghênh nhiệt liệt như dấu chân kỷ niệm, chuyện tình người Đang áo, phố vắng em rồi, nỗi buồn gác trọ. Năm 1970, Thanh Tuyền đạt hai giải Kim Khánh là nữ ca sĩ được yêu thích nhất và album được yêu thích nhất trên báo Trắng Đen do khán thính giả bình chọn. Từ năm 1972 đến 1974, theo cuộc trưng cầu ý kiến của độc giả báo Trắng Đen, Thanh Tuyền đều được bình chọn là nữ ca sĩ ăn khách nhất. Năm 1968, Thanh Tuyền lên xe hoa, cô không hát phòng trà nữa mà chỉ tiếp tục hát trong băng đĩa. Năm 1970 Trung tâm Thúy Nga phát hành cuốn băng đầu tiên mang tên Tiếng hát Thanh Tuyền 1. Đây cũng là băng nhạc đầu tiên thu thanh chỉ một giọng hát trong nguyên băng nhạc 18 ca khúc. Thanh Tuyền cho biết lúc đó cô thân với bà Thúy, giám đốc Trung tâm Thúy Nga, và cuốn băng này chỉ được thu một cách ngẫu hứng mà không nghĩ nhiều đến hậu quả. Không ngờ cuốn băng cối, Tiếng hát Thanh Tuyền 1 này bán chạy, làm tiền đề cho sự phát triển của Trung tâm Thúy Nga cho đến tận ngày nay. Nhưng đổi lại, Thanh Tuyền chịu sự trừng phạt lớn bị thầy Nguyễn Văn Đông từ mặt suốt 2 năm vì lý do thu âm cho một trung tâm khác mà không hỏi ý kiến ông. Đang trên đỉnh cao danh vọng và sự nghiệp lừng lẫy thì cuộc đời Thanh Tuyền rơi vào biến cố. Năm 1975, chồng cô vượt biên trước để lại cô với ba người con rất nhỏ. Cùng lời hẹn sang ổn định trước thì mới đón ba mẹ con sang Mỹ. Nhưng suốt ba năm chồng đi biệt xứ không tin tức. Thanh Tuyền sống trong cơn hoang mang rằng có thể chồng mình không vượt qua được những cơn bão trên đại dương. Nhưng thực tế, ông có cuộc sống ổn định trên đất Hoa Kỳ. Ở lại trong nước, Thanh Tuyền sống cuộc sống thiếu thốn, bên nách ba con thơ, vừa phải làm mẹ vừa phải làm cha. Năm 1978, Thanh Tuyền quyết định đi Mỹ. Cô tị nạn ở đảo Paulupidong một năm trước khi sang Hoa Kỳ. Tại đây cô tìm kiếm và gặp lại chồng, nhưng người này đã có gia đình mới. Sau đó Thanh Tuyền đi bước nữa với một người đàn ông đã giúp đỡ cô rất nhiều trong những năm kháng khó khăn, cũng là người giúp cô đưa con sang được đến Mỹ. Cho đến nay, ở tuổi ngoài 70, Thanh Tuyền vẫn còn đi hát, tuy nhiên khá hạn chế tùy theo điều kiện sức khỏe. Cô được xem là một trong những ca sĩ hát live tốt nhất trong số những nữ ca sĩ ngoài tuổi 70 hiện nay. Qua đời Thanh Tuyền Vừa qua mạng xã hội xuất hiện loạt tin đồn, danh ca Thanh Tuyền lâm bệnh nặng qua đời khiến khán giả hoang mang. Mới đây nhất Thanh Tuyền đã có mặt trong một đêm nhạc tại Mỹ, bà vẫn rất khỏe mạnh và xinh đẹp dạng người dù ở tuổi U80. Trong dịp này, MC dẫn dắt chương trình đã nói về tin đồn. Gần đây có nhiều lời đồn đại về chị Thanh Tuyền, có người đồn chị bị đau bệnh, rồi lại đang nằm viện nọ kia. Các tin đồn đó lan truyền trên Facebook, Youtube, họ nói chị Thanh Tuyền bị bệnh rất nặng, Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình Thanh Tuyền nói Tôi không sử dụng mạng xã hội nên không biết người ta đồn đại thế nào về mình Nhưng nhiều người gọi cho tôi bảo rằng họ thấy hình ảnh tôi nằm viện hấp hối hay chăn chố gì đó Tôi xin đính chính đó là bức hình chụp 10 năm trước Khi tôi bị thương gãy chân và phải nằm viện Giờ này tôi vẫn khỏe mạnh và đứng đây Tôi xin cảm ơn khán giả khắp nơi đã gửi lời hỏi thăm quan tâm đến tôi Tôi cảm ơn luôn cả người đã loan tin đồn tôi qua đời Chắc vị đó cũng thương tôi lắm nên mới làm vậy để khán giả nhắc nhớ tôi sau khi đính chính tin đồn thất thiệt, Thanh Tuyền còn chứng minh mình cho khán giả thấy bà vẫn còn khỏe mạnh bằng cách hát live 10 bài liên tiếp không nghỉ. Thật khó tin khi đã ở tuổi U80, Thanh Tuyền vẫn hát rất khỏe, hát treo cao liên tục không đuối, giọng vang sảng đầy đặn khiến ai cũng bất ngờ nề phục. Thanh Tuyền sinh năm 1948 tại Đà Lạt, sau đó chuyển về Sài Gòn sinh sống và theo đuổi con đường ca hát từ sớm. Với giọng hát trời phú và kỹ thuật điêu luyện, bà nhanh chóng nổi tiếng thành công vang dội, đóng đinh với dòng nhạc bolero. Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, Thanh Tuyền được coi như một danh ca tượng đài âm nhạc lớn, có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sĩ sau này. Ít người biết khi mới sang nước ngoài, Thanh Tuyền từng có ý định nghỉ hát đi làm việc khác và nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại sân khấu, nhưng nhờ cơ duyên với nghề mà tiếp tục được mời đi hát lại và duy trì vị thế suốt 60 năm, Thanh Tuyền được xem là cổ hiếm trong làng nhạc, khi càng già hát càng khỏe, càng hay, giọng càng vang, nội lực lên được những nốt cao vút. Hiện dù đã ở tuổi 75, Thanh Tuyền vẫn là một trong những ca sĩ đắt show, cả trong nước lẫn hải ngoại được đông đảo khán giả mến mộ. Thanh Tuyền luôn giữ được lửa nghề đam mê ca hát và hát bằng tâm huyết tràn trề như thời trẻ và từng tâm sự tại một livestream mới đây. Người ta hay nói dã từ sân khấu nhưng tôi kỹ nhất câu đó, vì sân khấu là nơi nuôi sống mình, khán giả thương thì làm sao dám dã từ, chỉ khi nào khán giả dã từ tôi thì tôi mới nghỉ hát. Nhiều người hay nói tôi già rồi, hát làm gì nữa nghỉ đi, tôi muốn nghỉ lắm nhưng hát là lẽ sống của tôi, tôi không cần những sự phê bình kêu nghỉ hát đi vì tôi sống cho lẽ sống của mình. Với tâm nguyện đó, Thanh Tuyền hễ cầm mic lại khiến khán giả dùng mình bởi không ai tin ở độ tuổi 75, bà vẫn hát nội lực, làn hơi dài bất tận đến thế, nhiều ca sĩ trẻ cũng không đuổi kịp. Tuy vậy, Thanh Tuyền vẫn có nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời khi đã ở tuổi xế chiều. Bà nói, tất nhiên tôi không bao giờ dám nói chia tay hay dã từ sân khấu, nhưng tôi nói thật, bây giờ tôi sống tính trong từng phút giây.